kênh nhốm nhỏ, nhỏ xin kính chào quý vị và các bạn. trong mục chuyện đông tây kim cổ hôm nay xin chia sẻ tới quý vị và các bạn nội dung tại sao lùi một bước lại thể hiện bản lĩnh của bậc trí tuệ. kính thưa quý vị và các bạn trong cuộc đời con người từ khi còn nhỏ đi học đến khi tạo lập sự nghiệp luôn luôn chịu ảnh hưởng của tư tưởng phải luôn mạnh mẽ tiến lên vượt qua mọi trở ngại cạnh tranh để giành lợi thế. Tuy nhiên, nhiều khi để giành được kết quả tốt đẹp nhất, con người ta lại phải đủ bản lĩnh và trí tuệ để biết lùi một bước. Đứng trước cám dỗ của danh vọng và lợi ích vật chất, nếu một người có thể đại khí đại lượng lùi một bước thì đó không phải là người yếu nhược mà là thể hiện người có tâm đại nhẫn, người trí huệ. Người xưa nói, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao khi đứng trước một vấn đề nào đó hay trước mâu thuẫn động chạm đến lợi ích, nếu như có thể dùng lòng khoan dung đối đại với lỗi lầm của người khác thì có thể khiến vũ khí hóa thành tơ lụa. Đối với khuyết điểm của người khác, tất nhiên phải chỉ rõ nhưng không nên chỉ trích nặng nề. Nhưng nếu có thể lấy khoan dung độ lượng mà tha thứ cho người khác thì sẽ không chỉ cảm hóa được họ mà còn khiến thế giới tinh thần của bản thân biến đổi càng thêm rộng mở hơn, phấn khích hơn. Lùi một bước biển rộng trời cao, đó là đạo lý mà có lẽ ai ai cũng hiểu được, nhưng lại thường quên mất trong cuộc sống hiện thực. Trong lịch sử có rất nhiều người có thể lùi một bước mà hóa giải được mâu thuẫn và làm thành được việc lớn. Thời cổ đại, Hồ Thường là người huyện Thanh Hà và Địch Phương Tiến là người huyện Nhữ Nam là bạn học kinh thư cùng nhau họ thân thiết như anh em ruột thịt về sau hồ thường là người được làm quan trước nhưng danh tiếng lại không tốt bằng địch phương tiến vì thế trong lòng hồ thường luôn ghen ghét đấu kỵ với tài năng của bạn mình khi nói chuyện với những người khác hồ thường luôn nói những lời không tốt về địch phương tiến địch phương tiến sau khi biết chuyện này thì không ăn miếng trả miếng mà lại nghĩ ra cách lưu một bước Mỗi khi Hồ Thường triệu tập học trò giảng giải kinh thư thì địch phương tiến lại chủ động phái học trò của mình đến chỗ của Hồ Thường để thỉnh giáo ông về những điều còn thắc mắc rồi thật tâm ghi chép lại. Một thời gian sau, Hồ Thường hiểu ra đó là cách mà địch phương tiến làm để cố ý tôn sùng mình. Vì vậy trong lòng ông tự thấy bất an và hổ thẹn. Sau này mỗi khi ở trốn quan trường, hồ thường không tham gia bàn luận hạ thấp bạn mình nữa mà lại tán dương khen ngợi địch phương tiến thực sự có trí tuệ và đạo đức bằng cách lùi một bước mà khiến cho bản thân ông và hồ thường đã hóa thù thành bạn vào những năm chính đức nhà minh đời vua minh vũ tông chu thần hào khởi binh phản kháng triều đình vương dương minh dẫn quân chinh phạt bắt được chu thần hào lập công lớn trước triều đình nhưng lúc ấy, Giang Bân là người mà hoàng đế sùng tín lại vô cùng ghen tị với công trạng của Vương Dương Minh. Ông ta cho rằng Vương Dương Minh muốn tranh danh vọng với mình, liền tung tin đồn ở khắp nơi. Ban đầu, Vương Dương Minh và Chu Tần Hào là cùng một phe phái. Sau này nghe nói triều đình phái người đi trinh phạt nên mới bắt Chu Tần Hào, còn bản thân mình thì trốn thoát. Vương Dương Minh nghe xong những lời này ông đã bàn với vị tổng đốc lúc bấy giờ là Trương Vĩnh rằng nếu như lúc này có thể lùi một bước, bỏ đi công trạng bắt Chu Thần Hào thì sẽ tránh được những phiền toái không cần thiết. Nhưng nếu cố sức phản kháng lại, không thỏa hiệp, thì đám người của Giang Bân sẽ giống như chó bị dồn vào chân tường mà làm ra những thủ đoạn thương thiên hại lý. Thế là Vương Dương Minh giao Chu Thần Hào cho Trương Vĩnh báo cáo lên Hoàng đế rằng công lao bắt được Chu Thần Hào là của binh lính và quân của Tổng đốc. Vương Dương Minh sau đó cáo bệnh đến chùa Tịnh Tử để tĩnh dưỡng. Sau khi Tổng đốc Trương Vĩnh trở lại triều đình đã hết sức ca ngợi tấm lòng trung thành và nghĩa cử nhường công lao để tránh mâu thuẫn với Vương Dương Minh. Hoàng đế Minh Vũ Tông hiểu rõ hết thảy mọi chuyện, không những không tin theo lời bịa đặt của Giang Bân mà còn hết lòng ca ngợi đức hạnh của Vương Dương Minh. Sau này đám người của Giang Bân không còn nghĩ cách gây phiền toái và làm hại ông nữa. Vương Dương Minh vì lùi một bước mà đã tránh được tai họa, không chỉ cho bản thân mà còn cho nhiều người khác bảo toàn được đại cục. Lùi một bước, nhường nhịn một bước không chỉ là một loại trí tuệ mà còn là một loại nhẫn nhịn và ý chí ngoan cường. Lùi một bước có thể trong nhất thời phải chịu thiệt một chút nhưng lại là đại trí tuệ hóa giải mâu thuẫn và cuối cùng được lợi về sau. Đời người chỉ lưu một bước nhẫn trong một cái trước mắt thôi đã có thể khiến con đường đời chật hẹp trở nên rộng rãi vô cùng khi gặp mâu thuẫn lưu một bước biển rộng trời cao đây không phải là lời sáo rỗng dùng để an ủi những người bị thất ý cũng không phải là điều mà các ẩn sĩ ôm giữ trong lòng để được nhẹ nhõm bản thân mà nó là một loại cảnh giới một loại trí tuệ vượt xa cảnh giới của người bình thường Lùi một bước cũng chính là cách mà những người trí tuệ thời xưa dùng để đối đãi với những người vô cớ nhục mạ, phỉ báng mình. Dưới đây lại tiếp tục có một câu chuyện như thế. Vào triều đại nhà Thanh, Đồng Giáo Tăng, tên tự là Ích Phủ, người thượng nguyên Giang Tô, gia cảnh vô cùng bần hàn nhưng rất ham học hỏi. Năm ấy, Đồng Giáo Tăng một mình mang hành lý đi lên Kinh Thành để dự thi. Trên đường đi, ông gặp một chiếc thuyền cũng tới Kinh Thành, Lúc ấy đúng vào mùa hè, thời tiết oi bức khó chịu. Đồng Giáo tăng liền xin chủ nhân chiếc thuyền cho đi cùng tới kinh thành và đã được sự đồng ý. Đồng Giáo tăng từ lúc lên thuyền luôn miệt mài chuyên tâm học bài ôn thi. Một hôm, ông đang ngồi bên cạnh khoang lái đọc bài thì có hai công tử con nhà giàu cũng ngồi ở khoang uống rượu ca hát. Hai công tử này nghe thấy bên ngoài có tiếng người đọc sách thì vô cùng ghét liền đi ra hỏi, người là ai? Đồng giáo tăng liền nói tên mình, đồng thời cũng kể rằng mình đang lên đường đi vào kinh để dự thi. Hai công tử kia nghe thấy vậy liền giễu cợt nói, một kẻ nghèo hèn như ngươi mà cũng muốn lên kinh thành tìm cầu công danh sao? Câu nói của vị công tử kia vừa dứt thì đám bạn ngồi cùng uống rượu anh ta cũng phá lên cười nhạo, hùa theo mà chế rượu. Họ không ngừng nói những lời mỉa mai, làm nhục đồng giáo tăng đồng giáo tăng bị đám người của hai công tử kia quấy nhiễu không yên vì không còn cách nào khác anh ta đành phải lên bờ đi bộ mấy trăm dặm cuối cùng vì đường quá xa nên anh ta miễn cưỡng phải thuê một chiếc xe tới kinh thành cho kịp ngày thi đúng trong kỳ thi năm ấy đồng giáo tăng đỗ thám hoa là học vị dưới học vị trạng nguyên ông được phong chức quan biên tu là quan sử thời xưa sau lại làm lang trung về sau ông được phong làm quan án sát ở Tứ Xuyên. Đến năm Gia Khánh thứ 9 ông được tiến cử làm bố chính sử, tức là quan thi hành chính sự ở Tứ Xuyên. Vừa hay khi ông nhậm chức ở Tứ Xuyên thì gặp ngay vị công tử năm xưa từng làm nhục ông cũng đến Tứ Xuyên nhận chức. Vị công tử biết đồng giáo tăng được phong làm bố chính sử Tứ Xuyên. Nhớ đến chuyện cũ năm xưa thì trong lòng anh ta vô cùng lo lắng và bất an. Vì thế vị công tử kia xin từ quan Đồng giáo tăng nghe được chuyện ấy liền đến gặp riêng vị công tử kia và nói Năm xưa hàn tín chịu nhục chui háng kẻ vô lại mà về sau vẫn không mang oán thù Ta sao có thể không làm được như cổ nhân Ngươi không cần phải nhớ đến chuyện năm xưa làm gì Trong tay có chức có quyền lực lớn nhưng đồng giáo tăng lại không hề nhớ chuyện năm xưa Mà dùng tấm lòng quảng đại khoan dung tha thứ để đối đãi với vị công tử ấy Điều này khiến cho mọi người biết chuyện đều thập phần cảm phục nhân cách của ông. Không Tử từng nói Bá Di thúc tề bất niệm cựu ác oán thị dụng hy. tạm dịch là Bá Di thúc tề không nhớ đến điều xấu cũ nên ít oán người một người nếu có thể tha thứ cho người khác thì trong lòng người ấy sẽ rất ít oán thù bởi vậy cổ nhân thường nói khi gặp phải mâu thuẫn lùi một bước biển rộng trời cao đây thực sự là những lời vàng ngọc để xóa hận giải oán nếu đôi bên đối phương không thể tha thứ, luôn tìm ra sự thiếu hụt, khuyết điểm của nhau để tranh cãi thì mâu thuẫn sẽ không bao giờ kết thúc. Quả thực đúng là oan oan tương báo đến bao giờ. Sống trên đời, phải nên là một người có thể bao dung người khác, tha thứ được những lỗi lầm của người khác. Những thương tổn đến từ bên ngoài giống như những tảng đá ngầm bên bờ biển. Bất quá chỉ làm cho những bọt sóng thêm trắng xóa xinh đẹp mà thôi. Hãy nhớ rằng, biển rộng không than thở mà dung nạp hết thảy. Nhà Phật dạy rằng, con người có nợ thì phải hoàn trả. Trong dòng lịch sử dài này, trong vòng luân hồi chuyển kiếp này, rất có thể vì chúng ta đã từng làm tổn thương người khác, cho nên giờ đây người khác mới làm tổn thương lại mình. Cho nên, hãy khoan dung tha thứ như là một cách hoàn trả cho họ, chẳng phải tốt hơn sao? kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ tại sao lùi một bước lại thể hiện bản lĩnh của bậc trí tuệ. Hy vọng bài chia sẻ đem lại những phút giây thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng, đồng thời cũng giúp quý vị và các bạn biết thêm những cách đối nhân xử thế đầy trí tuệ và sâu sắc của cổ nhân để có thể áp dụng trong cuộc sống, đem lại những thành công và hạnh phúc cho bản thân mình, như để cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Quý vị hãy like. Đăng ký kênh và chia sẻ video này để tiếp tục cập nhật những bài chia sẻ hữu ích của chúng tôi. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn